Một nghiên cứu của Đại học bang Florida đã đặt nền móng để giảm 50 triệu tấn chất thải thực phẩm mỗi năm liên quan đến chuối chín quá. Được xuất bản ngày 11 tháng 5 trên tạp chí Physical Biology. Các tác giả của bài báo đã tạo ra một mô hình về cách các đốm nâu hình thành và phát triển. Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Oliver Steinberg, một giáo sư tại khoa hóa học và hóa sinh. Cùng với các đồng nghiệp Trinh Phu Oang và Pamela Nau, Steinberg đã quan sát cách chuối chín bằng máy quay tua nhanh thời gian. Năm 2019, tổng sản lượng chuối toàn cầu là 117 triệu tấn. Trở thành cây trồng hàng đầu. Khoảng 50 triệu tấn chuối thải ra một phần là do vẻ ngoài của chuối, chúng mất đi vẻ hấp dẫn khi chúng xuất hiện những đốm nâu nhỏ li ti. Duy trì màu vàng của chuối là chìa khóa để giảm lãng phí thực phẩm, nhưng để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu cần hiểu rõ hơn về cách các đốm hình thành. Họ có thể lập mô hình động lực học của các điểm, chúng xuất hiện trong khoảng thời gian 2 ngày, mở rộng nhanh chóng, và sau đó dừng lại đột ngột, có nghĩa là hầu hết các điểm vẫn độc lập với nhau. Mật độ của các đốm thường là 8 trên 1 cm vuông. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các đốm nâu tập trung xung quanh lỗ khí của vỏ, lỗ chân lông nhỏ cho phép oxy vào chuối. Tuy nhiên, có nhiều khí khổng hơn các đốm nâu, vì vậy vẫn chưa rõ tại sao một số khí khổng bắt đầu quá trình hóa nâu, còn những khí khổng khác thì không. Nhóm của Steinberg đã có thể xác định sự hình thành của các đốm bằng cách giới hạn lượng oxy tại chỗ. Điều này dẫn họ đến một giả thuyết. Các lỗ khí khổng trên vỏ cho phép oxy xâm nhập và bắt đầu quá trình hóa nâu. Nhưng họ vẫn không thể xác định lý do tại sao các nốt mụn ngừng lan rộng sau 2 ngày. Nó có phải là một lỗ chân lông lưu manh hoạt động sai không? Nó có phải là một cụm nhỏ của khí khổng? Đó là một câu hỏi khó trả lời vào lúc này. Steinberg giải thích trong một thông cáo báo chí của Đại học bang Florida. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu này dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn về quá trình chín và sử dụng những phát hiện của họ để tạo ra các phương pháp mới để ngăn chặn quá trình chuyển sang màu nâu của chuối. Khi làm như vậy, họ hy vọng sẽ giảm thiểu lượng thức ăn thải ra từ chuối. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!